Video này tôi có một vài lời gửi đến các con vợ thích đi sới nhé. Các con vợ thích đi sới sau một cái thời gian thể hiện mình là tay to, mình là anh tài, mình là một người dám ăn dám ở, thì đến cuối cùng chung quy lại 100 ông có 100 ông về than vãn với nhau là đi còn mẹ mày, sau giây mình đen thật đi đánh trận nào thua trận đấy, đánh trận nào cũng gọi là mình ăn được như thế rồi cuối cùng vẫn là ra hết, không giữ được cờ bạc nó đen thật, mình vận mình cũng không sáng. Nhưng mà thực chất như này này, cái việc mà các ông thua sau một cái thời gian các ông chơi ấy, các ông đánh ấy, nó không phải là do đen mà là do những cái yếu tố phía sau này này. Cái yếu tố đầu tiên ấy, các ông đi chơi, đi ví dụ đánh một ngày hai ngày ấy, thì cái việc mà vào chủ bãi nó thu tiền sâu, thu tiền hồ nó không đáng bao nhiêu cả. Thế nhưng mà các ông đánh rầm rề ngày này qua tháng khác, số nhỏ nó cộng lại thành số lớn, thì ngay bản thân các ông chưa đánh các ông đã thua mẹ rồi, đúng ạ. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ấy, khi mà các ông đi chơi ấy, thì nó có thắng và thua. Khi mà thắng thì các ông ăn tiêu, đúng không? Còn khi thua thì lại phải lấy tiền nhà bù vào. Cho nên là cái việc mà các ông thắng các ông không giữ được tiền, và thua thì các ông phải bỏ tiền nhà vào, là vào đến khi mà chung kết lại các ông thấy là tiền các ông bị thâm hụt thì các ông nghĩ là các ông thua, đúng không ạ? Nhưng mà thực chất là do các ông khi mà chơi cờ bạc rồi cái đồng tiền nó không còn giá trị nữa, các ông ăn tiêu nhiều quá, thành ra là các ông không giữ được mình thôi. Đấy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là nhiều ông ấy, ví dụ như khi mà đã thua rồi ấy, thì lại quay ra là cầm cố rồi là vay mượn các kiểu con là điều, và sau một thời gian vay người thân, vay gia đình, vay bạn bè rồi cũng hết chỗ vay rồi thì bắt đầu là quay sang các chỗ là cầm đồ vay nặng lãi. Thì đến khi mà các ông vay nhiều như vậy, có thể là hôm nay các ông thắng 5 triệu, ngày mai ông thua 5 triệu, thì cái số tiền thắng với tiền thua nó là bằng nhau, nhưng ngược lại các ông phải trả lãi đã, đúng không? Các ông phải mất tiền cái tiền vay nặng lãi, thì thành cứ số nhỏ nó cộng lại nó thành số lớn, cuối cùng là các ông vẫn bị âm tiền. Đấy là cái nguyên nhân thứ ba. Còn cái nguyên nhân thứ tư này, cái nguyên nhân thứ tư này nó là nguyên nhân chủ chốt. Các ông thua đéo phải đen đâu. Các con vợ cứ bảo là con mẹ mình đen lắm, không có thằng nào bảo là ồ hôm nay mình đánh đỏ nhỉ, mình ăn được nhiều tiền nhỉ. Toàn là mẹ cứ bảo là ui đoạn đầu là mình cũng được đấy, mình cũng lên tay rồi, mình cũng gấp đôi cái số vốn mình rồi, nhưng cuối cùng là chỉ có đen 2 giây vẫn là tuột ra hết, đúng không ạ? Thực chất là như này, không phải là đen mà nó do các bố tham quá thôi. Các bố mà không tham thì đéo ai ăn tiền được các bố được. Ngay bản thân từ đầu ấy, các ông không chơi thì không ai ăn được tiền các ông rồi, thì cái việc đấy tôi không nói nhá. Đã có chơi thì sẽ có ăn và có thua. Thế nhưng mà như này, khi mà các ông ăn được rồi, các ông đéo nghỉ, và các ông thấy tiền của cái thằng làm cái, tiền của cái thằng chủ bãi nó nhiều quá, và khi mà chơi cờ bạc ấy, thì nó là xanh chín, mà đã xanh chín thì nó là 50-50, đúng không ạ? Cái cờ bạc 50-50 thì ví dụ như là ông bỏ ra 10 triệu thì cái số tiền các ông được của cái thằng cái 10 triệu thì ông nghỉ con mẹ đi, đúng không? Bởi vì cái tỷ lệ chiến thắng nó là 50-50, nhưng bởi vì cái số vốn của thằng cái nó quá nhiều, tiền của thằng cái nó làm cho các ông là hoa hết mắt, thì các ông thì mẹ mày ăn được vốn có 10 triệu đỡ được 10 triệu rồi. Sau ông nghĩ mẹ mày thằng cái này nó nhiều tiền như thế thì mình đang dây đỏ, mình dẫn tiếp, mình đánh tiếp đi. Xong không sau này bọn nó lại bảo gì mẹ em có gặp cầu không dám đánh. Nhưng mà thực chất cầu thì nó cũng chỉ đến cái mức độ ấy thôi, hiểu không? Ví dụ như cái cầu đỏ của ông câu ăn được gấp đôi cái số vốn rồi thì ông nghỉ con mẹ đi. Đây thì mẹ 10 triệu ăn được 20 triệu rồi, thì mẹ thấy thằng cái nó có 1 tỷ chứ còn muốn đớp hết của nó. Đớp làm sao được? Vận đỏ của ông ví dụ như ông ăn được gấp đôi gấp 3 rồi thì đến cái lúc đấy thì ông phải thua thôi, đúng không? Ông phải đen thôi. Và đen thì ông lại muốn đớp hết tiền của nó thì ông phải đánh to. Đúng ạ? Mà khi mà các ông đánh to rồi thì vận đen của ông đến rồi thì các ông thua là cái điều chắc chắn rồi. Còn ban đầu ấy, cái vận của ông đang đỏ đúng không? Vận của ông đang đỏ thì ông không có vốn mà đánh thì các ông thua là các ông được ít là chuyện bình thường. Nhưng đến khi mà các ông có vốn rồi, các ông đánh to thì cái vận đen của ông nó đến. Cờ bạc nó là 50-50 mà, đúng không? Có kẻ thắng người thua. Thì bây giờ cái số tiền của mình bỏ ra như vậy thì mình chỉ ăn được như vậy thôi. Thế nhưng mà hầu hết 100% những ông nào có những ông nhá, x đôi x ba là cái số vốn của mình rồi, cũng đéo nghỉ cơ, cũng muốn là mẹ mày hôm nay là phải đớp, phải nệ, như thấy là thằng cái nó thèm quá, tham quá, thành ra là các ông thua là do chủ yếu là do cái lòng tham của các ông thôi, chứ không phải là do các ông đen đâu. Các ông mà chơi trong cái tầm kiểm soát, yêu thắng được vốn của mình được bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu thôi, đừng có tham thì nó lại là một cái nhẽ khác, và đến khi mình thua thì nó cũng không phải thua sâu, thì cái việc đấy là có cờ bạc không thắng không thua. Thì mình chỉ thua vì những cái lý do ba lý do đầu tiên thôi,
còn cái lý do cuối cùng mới là lý do để giúp các con vợ lúc nào cũng thua cả. Bởi vì ngay cả hôm là các ông đỏ đi, các ông cũng không chịu nghỉ, các ông ăn rồi các ông không chịu nghỉ thì ông thắng làm sao được, đúng không ạ? Thì mình nói cũng chỉ khuyên anh em một câu ấy là thôi bỏ đi mà làm người, có thằng nào giàu đâu, có thằng nào cờ bạc giàu đâu. Mình lên mạng đây mình biểu diễn các đòn các ngón thì các bạn phải hiểu là mình là có tay nghề, mình là có công nghệ. Thế nhưng mà mình cũng không đi chơi nữa, bây giờ mình ngồi đây này mặt lỗi rồi thì chơi với ai nữa, đúng không ạ? Thì bởi vì làm sao, bởi vì không ăn được nữa thì mình mới nghỉ. Còn bây giờ ví dụ như sới sỏng ấy, sới sỏng làm gì, đừng, các ông khi mà đã thua ở sới các ông xác định phải chấp nhận là nghỉ đi, đừng có chơi nữa, không gỡ được đâu, đã thua thì càng thua thêm thôi. Còn ví dụ như cờ bạc tụng 5 tụng 7 ấy, thì có chơi thì gọi là mình có cái phân theo hơn người ta tí thì mình chơi, chứ còn khi mà để mình vào đi đua với nhà cái không đua được đâu. Đấy, nó nói chân thành như thế. Bởi vì sao, ví dụ như là chơi cờ bạc tụng 5 tụng 7 này, mình có cái phân theo hơn thì mình có thể là đưa được bát hoặc đưa được đĩa hoặc đưa được quân vào thì mình chơi. Thì trong cái clip của ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái đồ mà đánh bằng quân để cho anh em gọi là có tham khảo, lỡ may mà đưa được quân vào thì công nện gọi là gỡ, thế còn không mà đưa được cái gì vào thì tốt nhất là đừng có đua 5 năm làm cái gì cả. Trong cái trường hợp các ông gọi là đưa được quân vào thì các ông dùng cái này này, dùng cái đồng tiền này này. Đây, ở trong cái đồng tiền này của tôi để ra thì có một cái đồng tiền nó hơi dày hơn một tí, nhưng mà vào cuộc chơi thì mình sẽ để tiền như này cũng rất là khó phát hiện, đúng không ạ? Thì mình để đây. Đấy, mình có thể là để đây, tùy các bạn thích để nhau để đấy. Rồi là quân là mình đưa vào rồi, đúng không? Bát đĩa là xanh chín thì mình bật cục rung này, cục rung để cho người này. Đây gọi là máy alpha báo rung ngụy trang của tao đồng tiền, sóc xong đặt xuống máy nó sẽ báo cho mình chẵn, tức là tứ tử ấy, là hai rung đây này. Đấy, nghe rõ hai rung này, đưa vào này. Đấy, đưa ra. Bây giờ mình sẽ chuyển sang lẻ các bạn xem này, lẻ nó sẽ là một rung. Đấy, đưa vào một rung, đưa ra một rung. Còn thằng sấp đôi thì nó sẽ là không rung. Anh em đưa vào, đưa ra nó đều là không rung hết. Đấy, thì cái nguyên tắc của nó đơn giản thôi. Đấy là cái trường hợp mà các ông gọi là làm chủ được cuộc chơi, gọi là đưa được quân vào thì may ra mới đánh được như vậy. Chứ còn ngoài ra là những cái mà đòi hỏi là phải là bát đĩa quân vị xanh chín mà các ông đòi đánh được mà mua đồ thì không có đâu. Hơn phân ở cái điểm là mình đưa được cái quân này vào này. Có cái việc mà nếu như các ông đưa quân vào thì theo mình thấy nó cũng là dễ. Cục rung này mình đút trong người nhá, đút trong người thì người ngoài không thể nghe được. Còn vào cuộc chơi thì làm như vậy. Còn bây giờ để đây cho các bạn nghe thôi. Nó lẻ là một rung này. Đấy, đây là ba trắng như ba đen này, đều là một rung hết. Sấp đôi này cũng như sấp đôi kia này đều không rung này. Đấy, nguyên tắc nó là như vậy. Cái khoảng cách của nó rơi khoảng tầm là 30 phân, tức là các bạn cứ sóc ở đâu thì sóc, nhưng ví dụ như nó sóc ở ngoài này mình kéo về đây mà nó không báo rung thì mình cứ tự tin đánh vào sấp đôi. Đấy, đấy là cái mà mình hơn phân thì mình đánh được như vậy. Ok anh em.